dập ngàn hồn hoa xuống đời, vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi, đêm trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối, nắng xuân đem vui với đời. Kia trong vạt nắng, kia trong vạt nắng mạnh xuân tràn rỡ, mạnh xuân tràn rỡ khóm hoa nhẹ rung, môi cười thèm thuồng tiếng bao hồn sâu chúc mọi người luôn may mắn, vui vẻ, hạnh phúc. Happy New Year. Chúc mừng năm 2024, mọi việc đều tốt lành. Tất cả mọi người đều an vui, hạnh phúc. Chúc mừng năm mới cộng đồng em Minh Tinh. Dập ngàn hồn hoa xuống đời, vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi, đèn trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối, khát khao xuân tươi thái hòa. Xuống đời vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi, đêm trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối, khát khao xuân tươi thái hòa. Rời Việt Nam để qua tới Canada này. Xin cảm ơn.
Tôi Thử và Nguyên Quý xin kính chào quý khán giả của Vietvet Media. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đang có mặt tại Sandpoint Euro Center. Nơi đây đang diễn ra hội nghị Tết đón mừng năm mới Giáp Thìn 2024 do Hội Người Việt tổ chức. Có thể nói Tết là một ngày tại Muôn Thuở, là một truyền thống mà không bao giờ mai một trong lòng mỗi người Việt Nam chúng ta. Cho dù đi đâu làm gì đi chăng nữa thì tâm hồn vẫn luôn hướng về quê hương, về gia đình để cùng nhau cùng cùng sinh hoạt đoàn tụ và hát. Thưa quý vị, như quý vị thấy xung quanh Minh Quý và Thư Thủy có rất nhiều bà con trong cộng đồng người Việt tại Giáp Thìn đã tới nơi đây để chuẩn bị cho đón xuân Giáp Thìn 2024. Hội người Việt tại Giáp Thìn cũng như những bà con xa xứ tại đây mặc dù rất là bận rộn cũng sắp xếp thời gian để tổ chức có một cái Tết truyền thống để cho các con các cháu có dịp để mà hội tụ để mà tới để mà học hỏi truyền thống của quê hương, sau này có thể các con các cháu để gìn giữ lại những cái truyền thống tốt đẹp về cái Tết cổ truyền của người Việt Nam, và nhất là những cái Việt Nam xa xứ rất cần thiết có những cái bữa tiệc như vậy để ôn lại những cái kỷ niệm xa xưa của các bậc cô chú ông bà mình. Và sau đây xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đi xem lại các gian hàng Tết và những không khí đón Tết của người Việt tại Giáp Thìn. Dạ, tôi tên là Trần Nhật Hữu, hội trưởng đương thời của Hội Người Việt Giáp Thìn. Năm ngoái tôi có phục vụ trong hội phó lo vấn đề ngoại vụ. Thì năm nay được anh em tin tưởng hội trưởng là hội trưởng thì năm nào cũng vậy, mỗi năm một dịp Tết Hội Người Việt Giáp Thìn cũng ráng tổ chức một cái buổi ngày hội Tết cho cộng đồng Việt Nam, cho người lớn và các trẻ em vui vẻ. Đó là cái ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Thì chúng tôi cố gắng năm nào cũng ráng tổ chức một buổi Tết vui vẻ cho cộng đồng. Đầu năm Giáp Thìn 2024, tôi xin đại diện Hội Người Việt Giáp Thìn gửi đến lời kính chúc các đồng bào người Việt ở hải ngoại và trong nước, những người Việt hải ngoại nói riêng ở Canada và nói chung khắp thế giới, là ngày lời cầu chúc chân thành năm mới được gia đình được hạnh phúc, vui vẻ và an khang thịnh vượng. Cảm ơn. Xin chào cô Tuyết Phong với lại Việt Nam Thời Báo, Nguyên Group và TV của Edmonton mình. Thì cũng không xa lạ gì với tất cả cộng đồng người Việt chúng ta. Thì mỗi khi mà xuân về đó thì tôi cũng được may mắn được hồi nhờ làm MC cho ngày hôm nay. Ngoài ra thì nhân cái dịp Tết này đó thì tôi xin chúc tất cả quý vị trong cộng đồng của người Việt chúng ta và chúc tất cả mọi người được thật nhiều may mắn, sang năm mới nhiều sức khỏe, làm ăn thịnh vượng, công việc được thành công tốt đẹp. Xin mong cho quý vị ngày hôm nay sẽ có một buổi Tết Giáp Thìn 2024 thật nhiều may mắn, vạn sự như ý. Xin cảm ơn quý vị. Tôi là bạn là hiệu trưởng của trường Việt ngữ Văn Lang, Văn Tân. Thì như quý vị biết là sau 4 năm Covid, trường đã phải đóng cửa. Rồi thì trường mới mở lại hôm nay thôi và mới được một nửa những khóa. Chúng tôi thấy cái số học sinh thì cũng bắt đầu đông dần, nhưng mà nó cũng chưa có đạt được cái nguyện vọng của chúng tôi là càng nhiều học sinh học tiếng Việt càng tốt. Thì như quý vị đã biết là cái nhu cầu tiếng Việt ở cái cộng đồng của chúng ta càng ngày càng cao. Thì các em bắt đầu lớn dần và nó integrate, nó hòa nhập vào cuộc sống bên đây thì rất tốt. Nhưng mà riêng về cái văn hóa và cái văn hóa của Việt Nam mình thì các em lại kém về tiếng Việt. Vậy nên tôi cũng mong mỏi, thiết tha mong mỏi vì cái quyền lợi của một người gốc Việt Nam, người Canada gốc Việt Nam. Và cái vấn đề các em cần được trang bị một cái nền văn hóa mà cái bao đề này chúng ta đã có. Thì tôi thiết tha mong quý vị là hãy gửi con em đến các trường Việt ngữ, trong đó có trường Việt ngữ Văn Lang Cát Tân. Cũng nhân dịp xuân Giáp Thìn
2024, thì tôi cũng thay mặt cho trường Văn Lang và tất cả các thầy cô xin gửi đến tất cả các quý vị, đặc biệt là các phụ huynh học sinh và các em một năm mới thật là dồi dào sức khỏe. Bạn xin nghĩ ý. Xin chào. Hi everyone. I'm Jennifer Rice, City Councilor and for Ward EP Kokan EPLC, specifically and in South Edmonton. So I am so honored to be here today and to join our Vietnamese community. So today I come here on behalf of our City Council and also our City of Edmonton, all Edmontonians, to celebrate our New Year of Dragon, and specifically to join Edmonton with Vietnamese Association to celebrate this New Year. So the program, our city actually really have that diversity and inclusion value, and we support all the communities and from city perspective, because we build city and for everyone. Thưa quý vị, đúng không, Kelly? Bây giờ là Kelly, con có thể nghĩ sự là đại diện cho nhà văn sơ vật. Không, thưa chị thì trước khi năm mới thì có đôi lời gì gửi lời tới cộng đồng Việt Nam? Xin cảm ơn chị. Nhân dịp Tết Nguyên Đán của năm 2024, Liana Diễn, anh Tùng Nguyễn, anh Cindy Nhan đại diện cho Soviet Credit Union, xin kính chúc các ông bà, các anh chị, các bạn, các cô chú, các cháu một năm mới vui vẻ, an khang, thịnh vượng. Soviet Credit Union, chúng tôi là chi nhánh 107 Avenue, là có nhân viên Việt Nam có thể là giúp cho những đồng hương Việt Nam mới qua. Nếu mà có thắc mắc thì xin liên lạc cho Tùng Nguyễn, Cindy Ngang and Viana Đại Ngọc. Thì trên Facebook hay là chứ lên trên Hội đồng Người Việt Nam là kiếm được tụi em. Ok, cảm ơn. Và nhân tiện đây cũng Nguyễn Vĩ cũng xin chúc cho ngân hàng service cũng như các anh chị có một năm mới thật là thịnh vượng và sẽ giúp đỡ được nhiều người Việt nữa, sẽ nhiều người Việt của mình sẽ được mua được thêm được nhiều căn nhà theo ý muốn nữa. Ok, cảm ơn em. Dạ. Thank you. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Dạ mày. Hello, xin chào quý vị. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Năm Giáp Thìn. Thay mặt trường Vương ngữ Edmonton, chúc tất cả quý vị năm mới an khang thịnh vượng. Năm nay á thì thật ra chương trình của trường Việt ngữ rất là phong phú, mà thật ra là cũng rất là cảm ơn cộng đồng, tất cả khách mời, rồi tác động với lại thầy cô giáo, phụ huynh học sinh, bạn hữu. Năm nay trường Việt ngữ đã đón tiếp 300 người, thường thường có chương trình khoảng 220 người tới 250 người thôi, nhưng năm nay đặc biệt là tới 300 người, thì đó là cái vấn đề mà hiện diện của quý vị á, nó nói lên sự quan tâm của cộng đồng của mình đối với trường Việt ngữ để bảo tồn ngôn ngữ Việt và văn hóa Việt mình tại thành phố Edmonton này. Các cháu năm nay biểu diễn những cái tiết mục rất là đặc sắc mà đã chưa bao giờ biểu diễn, thì qua là chương trình mà hoa sen nè, múa là cái bài đó rất là ý nghĩa, cái bài Hello Việt Nam, rồi xong lại cái bài múa gùi là cũng là chương trình đặc biệt đầu tiên múa với cái phong tục mặc quần áo của dân tộc xứ số miền núi của người Việt Nam mình, và múa lụa, các cháu mặc đồ lụa và cái trang phục cũng rất là traditional, mà nói là Chinese thì cũng hẳn là Chinese nhưng mà cũng là vừa Việt Nam đi, rồi Chinese style lấy thế vậy. Thì nói chung là các cháu năm nay tất cả những tiết mục đều là đặc sắc mà hay hết để phục vụ cho chương trình Xuân Giáp Thìn năm nay. Năm nay nói chung là ngoài những cái chương trình mà mới năm cũ, năm nay còn có 2-3 tiết mục rất là ngoạn mục, rất là vui, và chúng tôi cũng đã quay phim đưa lên Facebook của trường. Quý vị nào muốn theo dõi thì lên Edmonton Vietnamese Language School để theo dõi. Mai cũng xin báo cáo với cái cộng đồng người Việt của mình là trường Việt ngữ Edmonton có cái Facebook, official Facebook Edmonton Vietnamese Language School. Cô Mai sẽ là người chịu trách nhiệm đăng hình ảnh, video, thông báo
thì tất cả các phụ huynh mà muốn follow, muốn biết tin tức của trường thì click vô Evanston Academy Language School and click in the follow. And click on the follow and then tất cả những tin tức cần thiết sẽ phụ huynh sẽ cập nhật. Thì xin thành cảm ơn tất cả. Okay, cảm ơn, bye bye. Các tôi tên Vương Văn Tài ha. Để chúc tất cả hội viên của Hội Người Việt sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn. Rồi cảm ơn các vị. Để thấm cái tình đoàn kết của những người Việt tự do hải ngoại, lúc nào tụi này cũng ráng lo cái ngày Tết là cái ngày dân tộc cổ truyền của mình. Thì mỗi năm có một lần thì năm nào tụi này cũng ráng lo phục vụ cộng đồng với các người lớn và các cháu những thế hệ sau này. Thực sự là qua tới bây giờ thì mình đã có thế hệ thứ ba ở Canada, nói riêng và ở hải ngoại nói chung. Tụi này sẽ cố gắng làm tất cả những cái gì trong cái khả năng của mình để giúp đỡ cộng đồng. Thưa quý vị, người đứng bên cạnh cô Thủy bây giờ là chị Hoa Hỏ. Chị là trưởng ban cái món ăn hôm nay thì có ăn thì gần có những món gì luôn. Dạ dạ, hôm nay đi dân hoài Tết nguyên đáng của Việt Nam mình có bánh chưng, bánh tét, có bánh mì Việt Nam, xong rồi cạnh đó mình có nem chua, chả lụa. Chả lụa mình có 3 loại chả lụa, là chả chiên, chả bì, sau đó là mình có chả giò, mình có chè ba màu là mình tự nấu, xong rồi nước rồi đồ tráng miệng vậy thôi. Còn bánh tét thì bánh chưng là bao nhiêu? Còn bánh chưng này nếu mà non nguyên đòn thì là 22 đồng, mình chỉ là giá bình dân để cho bà con tới vui chơi cũng hết rồi. Thì cái hồi bánh chưng này hồi mình gói ra mình dạ cái này mình đặt mình không có đủ Việc cái bánh chưng là đi không đi Tết rồi. Dạ, bún ăn này đó. Anh quý cái này bao nhiêu một phần? Quay đồ ăn mới thấy được. Cái này là 5 đồng một phần nữa. Bán đồ đầu hết đấy. Ồ, ở chân 6 đồng rồi nhỉ? Chân 6 đồng 5 đồng. Này, cái vị theo một cái bánh chưng là bên trong rất là chất lượng. Nhân từ trong ra ngoài luôn. Cái tét cũng vậy nhỉ? Còn những món gì nữa vậy em? Đây là chè ba màu là do tự tay mình nấu. Ồ, vậy này dạ. Dạ. Hàng năm là mình nấu cho Heritage với lại Hội Chợ Xuân. Vậy là giờ bán này bao nhiêu? Chúc mừng năm mới, Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Mình tên Ivy, mình đến từ Vancouver. Mình chúc cả bà con, cộng đồng người Việt ở Edmonton của mình là bạn sự như ý, sức khỏe dồi dào. Quý vị xin chúc quý vị đồng hương một năm mới 2024 thật an khang thịnh vượng, vạn sự kết tường. Tôi thấy kính chúc quý đồng hương một năm mới vạn sự cát tường. Nhân dịp xuân đến thì Văn xin chúc cho tất cả đồng bào những người Việt hải ngoại nói chung và cộng đồng người Việt nói riêng thì một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Cô Hà xin kính chúc quý vị tin toàn thế giới một năm mới giáp thìn thật là an khang hạnh phúc may mắn cát tường. Chúc vương Happy New Year. Please if you have a seat, please be seated and once again turn off your cell phones so that we can begin our event. Thank you. Quý vị ơi, đúng 2 phút nữa chương trình múa lân sẽ bắt đầu. Xin quý vị ổn định chỗ ngồi và đón chào đoàn múa lân của chùa Phật Quang.
gầy dựng bảo vệ đất nước khỏi giặc ngoại xâm, đã hy sinh vì tổ quốc quê hương và cũng để tưởng nhớ những đồng bào đã bỏ mình trên rừng sâu và vượt biển đi tìm tự do. Một minute of silence to commemorate for those Canadian men and women who sacrificed their life for the peaceful country, beautiful Canada. A minute of silence begin. Các anh hùng dân tộc, vị quốc dân thân, sắp mặt niệm để tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do. Quốc lịch năm thứ 4898, chúng con người Việt ly hương hiện trú tại thành phố Edmonton, tỉnh Alberta, nước Gia Mã Đại. Cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tâm. Chúng con ly hương nhưng không ly tổ, luôn luôn nhớ về cội nguồn dân tộc. Nhân ngày giỗ tổ, chúng con lập hương án với lòng thành tưởng nhớ công lao dựng nước của quốc tổ Hùng Vương, nhớ về cội nguồn lễ dâng hương thượng hương. Nguyện xin khói mây hương ngào ngạt khắp mười phương, bay thẳng về Bắc Việt, bay xuyên dãy Trường Sơn, bay chùm ngục núi Vũ Linh, bay phủ trời Đông Á, thành kính dân quốc tổ, sát son một tấm lòng, vạn muôn người như một, đều hướng về tổ tông. Dù vật đổi sao đời, con cháu lạc hồng chúng con, thề ước cùng tiên tổ, quyết bồi đắp non sông, cúi đầu đảnh lễ, tam bái.
Thủy Tổ Lạc Long Quân và Thiên Hương Tổ Mẫu Âu Cơ, Thượng Thượng Tổ Kinh Dương Vương và Độc Đình Hồ Tổ Mẫu Long Nữ, Thập Bát Hùng Vương, Chư Hùng Tổ Mẫu trước bàn thờ. Với tấm lòng chúng con đốt nén tâm hương, nguyện cầu quốc tổ linh thiêng độ trì cho người trong nước vững chí đấu tranh, kẻ hải ngoại kết chặt mối đồng tâm, hậu thuẫn cho người trong nước đứng lên giành tự do, dân chủ, nhân quyền cho dân tộc. Nguyện cầu cho quốc tổ Việt Nam sớm quang phục, dân tộc Việt Nam sớm lấy lại đất đai, biển đảo và lãnh hải đã mất vào tay Bắc Phương xâm lược, để tráng sử vàng nước Nam rực sáng như ngàn xưa, ngọn cờ vàng phất phới tung bay trên khắp nước. Quốc tổ anh linh cung duy thượng hướng. Một cái điểm mới của Hội Người Việt năm nay, tức là ngoài cái năm rồng, và năm nay con rồng mang đến chúng ta một ban quản trị mới rất là xuất sắc và tuyệt vời. Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu những khuôn mặt của hội ban quản trị Hội Người Việt để cho quý vị ngắm nhé. Say that we just recently have a newly elected board of director for the Epitom Việt Association, and we are going to introduce the president and the board of director of EVA. Please come to the stage, Mr. Hiếu. Xin quý vị đón chào anh hội trưởng mới toan của Hội Người Việt, anh Trần Hiệp Hữu. Hiếu Trần is recently retired. He is a retired EPS member, and we know how to choose the best guy, so he's the president now. Father Eva. Mong rằng năm rồng anh sẽ mang tới những cái điều rất là tốt đẹp như con rồng cho cộng đồng người Việt. Tiếp theo xin mời Phó Ngoại vụ Nguyễn Bá Kỳ. Vice President Kỳ Nguyễn, a long time serving for Edmonton Việt Association. Tiếp theo xin mời chị Tổng Thư ký Nguyễn Thị Yến. Secretary Yến Nguyễn. Và một nhân vật rất là quan trọng và mình nắm vững tiền bạc của chúng ta đó quý vị, đó là chị thủ quỹ Trần Thị Thanh Xuân. Treasurer Xuân Trần. The money lady. Give them a big applause. Dear extinguished guests, government representatives, leaders of different communities, organizations, and all of our community members. After 2 years of being interrupted by the pandemic, we have a chance to gather here today again to welcome and celebrate the Lunar New Year, full of hope and confidence. 2023 was also the 45th anniversary of the Edmonton VS Association being established. The association still exists and develops well as a result of the financial support from the government, financial and physical health from the numerous volunteers and all members within our community, like all of you who are here today. I have the honor to speak on behalf of the Edmonton Vietnamese Association. Would like to sincerely thank all distinguished guests, members of other communities, associations, and all of our community members for all of your support and assistance over the years. We sincerely wish all of you a happy day and a happy new year of 2024, the year of the dragon, with full of joy and prosperity. Thank you very much. I'd like to say a few words in Vietnamese for our fellow community members. Kính thưa quý vị, quan khách, quý vị đại diện các hội đoàn và toàn thể đồng bào thân mến.
sau hơn 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, hôm nay chúng ta lại được họp mặt để cùng nhau đón chào một năm mới với tràn đầy niềm tin và hy vọng. Năm 2023 vừa qua cũng là một năm kỷ niệm 45 năm thành lập Hội Người Việt Edmonton. Hội tồn tại và phát triển đến nay là nhờ sự đóng góp về tài chính của và công sức của rất nhiều thiện nguyện viên và toàn thể đồng bào như quý vị đang có mặt ở đây. Nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024, tôi xin thay mặt Hội Người Việt Edmonton để gửi đến quan khách, quý hội đoàn và toàn thể đồng bào lời cảm ơn chân thành của hội và những đóng góp và ủng hộ trong thời gian qua. Kính chúc tất cả quý vị có một ngày vui hôm nay và một năm Giáp Thìn 2024 an khang và thịnh vượng. Chân thành cảm ơn. Tiết mục đầu tiên, quý vị ơi, có một bài hát sáng tác từ năm 1952, tức là đã hơn 70 năm qua. Và theo thời gian, bài hát này đã trở thành một bài hát bất hủ mỗi khi Tết đến xuân về. Nếu mùa xuân tới, chúng ta không hát bài này thì là chưa ăn Tết nha quý vị. Và bài hát này là làm đẹp lòng tất cả mọi người. Đó là bài hát Ly Rượu Mừng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, sẽ do ca đoàn của giáo xứ Nhà thờ Công giáo Việt Nam trình bày. Oh,
on for a dance, lotus dance. That will bring a lot of joyful and hope to all of us. Welcome the Vietnamese language school kids that will present this song and this dance. Cho phép em nói đôi lời được không ạ? Ok, thank you. Dạ thì đến với tiết mục ngày hôm nay á, thì chúng tôi không mời đến đây những người mẫu nổi tiếng hoặc là những người Miss World trên thế giới để chơi cái team. Nhưng mà đối với chúng tôi biết được là áo dài Việt Nam mình á, được mặc bởi tất cả mọi người và ở mọi lứa tuổi. Vì vậy cho nên đây là cái hồn của dân tộc Việt Nam mình. Qua tiết mục ngày hôm nay thì các bạn sẽ nhìn thấy đâu đó là hình ảnh của quê hương Việt Nam, đâu đó là hình ảnh của mẹ mình trong chiếc áo dài vào những ngày đầu xuân, đâu đó là hình ảnh của những cô thiếu nữ tung tăng trên phố dạo phố với chiếc áo dài đủ màu sắc và họa tiết, và đâu đó là hình ảnh của những em học sinh với chiếc áo dài trắng đen
tan trường. Và trong tiết mục này thì chúng tôi hy vọng là mang đến cho các bạn một màn trình diễn thật là đặc sắc với rất là nhiều màu sắc của chiếc áo dài. Sorry, thank you. Ladies and gentlemen, in this performance we are not invite the top models or Miss World, but because we know that áo dài, the Vietnamese traditional custom worn by everybody, no matter what age you are. Because when you are wearing áo dài, dressing áo dài, you preserve Miss Edmonton. We are all Miss Edmonton, right? Okay, so in this performance, you will see Vietnamese mom in the first day of Lunar New Year dressing áo dài. That's traditional. And you will see the image of Vietnamese beautiful ladies dressing áo dài in the colorful. And the image of Vietnamese students wearing the white áo dài as a uniform. And that's a traditional. Because this is a message to young generations. We are proud of wearing áo dài. Thank you so much. Always.
tiếp tục đơn ca nha quý vị. Chúng ta nghe múa rồi, bây giờ tới đơn ca. Chúng tôi xin giới thiệu một giọng ca solo rất là xuất sắc của nhà thờ Công giáo Việt Nam. Và anh này có rất nhiều chức vụ. Ngoài chức vụ ca đoàn trưởng, ca trưởng của ca đoàn, anh còn là chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ năm nay. Xin quý vị đón chào anh Hy Niệm với bài hát Đón Xuân. Xin cảm ơn cô Kim Loan, giới thiệu nhiều quá hát quê lắm nha. Trước hết chúng tôi xin đại diện giáo xứ Đức Vương Các Thánh Tứ Đạo Việt Nam kính chúc quý ông bà và anh chị em một năm mới mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Rồi rèo rắn ngàn nụ hoa xuống đời, vui trong bình minh muôn loài chim món vàng mọi nơi, đẹp trong tiếng cười cho kiếm người tình thương đắm đuối, anh xuân đẹp vui với đời kia trong vạn nắng mẹ xuân tràn rỡ, có hoa nhẹ rung mỗi người thèm tùng cùng bao buồn sóng say duyên lời tắm tô trời xanh, đàn chim thu cánh đã vui đón mừng mùa nắng tươi làng, cha nghe gió về đàn tiếng thà như bốn tiếng đàn, xuân đem niềm vui cho ngày xanh gấp quen lời ta, sầu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa, cát cao xuân tươi ta xuân đồng kiếp hoa hết vai để hương phấn, nào ai ngờ xuân vẫn ngóng chờ tới đây nắm tay cùng cả mùa hát lên đón xuân của tuổi thơ. Xuân đã đến rồi leo rắn ngàn nụ hoa xuống đời, vui trong bình minh muôn loài chim món vàng mọi nơi, đẹp trong tiếng cười cho kiếm người tình thương đắm đuối, xuân đồng kiếp hoa hết vai đời hương phấn, nào ai ngờ xuân vẫn đón chờ tới đây nắm tay cùng cả mùa hát lên đón xuân của tuổi thơ. Xuân đã đến rồi rèo rắn ngàn nụ hoa xuống rời, vui trong bình minh muôn loài chim món vàng mọi nơi, em trong tiếng cười cho kiếm người tình thương đắm đuối, cát cao xuân tươi thái hòa, anh xuân đẹp vui với đời, cát cao xuân tươi thái hòa. City Councilor Forward, Yuhiko Kani PLC. And before I start to present our greetings to Vietnamese community, I would like to call my colleagues and from City Council. And today we are so happy to have our six councilors here.
and you almost say half of council be here. So I'm going to call my councillor Joanne Wright. Joanne Wright? Come. Yeah, yeah, just come, join me. Councillor Karen Principe. Here, come here. Here, and also Councillor Karen Tan. And our city council, we have 12 councillors. But today, we had the 6 councillors come here to join us to celebrate this Lunar New Year. So Councillor Andrew Nack, and because another event, he left, and also Councillor Annie Stevenson and left as well. And today, and we are so happy to demonstrate our city really care about our minority community. And because diversity and inclusion is the priority our city is focused on. So I want to take this opportunity to thank Edmonton Vietnamese Community Association for your great work and to our city, and to share your culture and traditions and also support our city's diversity and great communication and great contribution and to the entire city. Thank you so much. So I wish everyone happy health and happy Chinese and also Lunar New Year of Dragon. Thank you. Xin quý vị cho các cháu một tràng pháo tay thật lớn để ủng hộ tinh thần. Đây là thế hệ thứ 5 của cộng đồng người Việt chúng ta. Các bé này đã cũng đã bắt đầu tập đánh vần và bắt đầu tập để nói tiếng Việt rồi. Cho nên là quý vị mà có trẻ con muốn học tiếng Việt, xin liên lạc với lại anh Vân, hiệu trưởng trường Việt ngữ Edmonton, là anh mặc áo dài mù một lùa ở đây, hoặc là anh Hà Minh Trần là hiệu trưởng trường Văn Lang, là cũng là một cái trường Việt ngữ. Thank you.
Kế tiếp là phần múa dù của các cháu rất là xinh xắn của chùa Phật Quang. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho chào mừng các cháu của chùa Phật Quang. Bye.
nhạc phẩm Xuân Họp Mặt là một nhạc phẩm của nhạc sĩ Văn Phụng, sẽ là nhạc nền cho vũ điệu dân tộc do trường Việt ngữ Văn Lang trình bày. Kính thưa quý vị, xin quý vị cho các cháu một tràng pháo tay thật lớn để ủng hộ tinh thần Xuân Họp Mặt. Kế tiếp, bởi vì bài hát này là vinh danh các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Những năm tháng mà chiến tranh chúng ta sống từ những ngày yên bình là nhờ các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa gìn giữ biên cương, chắn giặc Cộng ở phía Bắc. Và mùa xuân tới, có một anh lính Việt Nam Cộng Hòa đã hát bài Đầu Xuân Lính Chúc cho chúng ta. Lẽ ra là có mấy em gái hậu phương, nhưng mà nghe nói mấy em đi ăn bánh chưng bánh tét rồi, cho nên giờ chỉ còn có mình anh lính đó. Mời quý vị cho một tràng pháo tay cho anh lính Lê Nhàn, Đầu Xuân Lính Chúc. Cảm ơn. Ngày đầu xuân chúc non nước thanh bình, ngày mùng hai chúc cho lứa đôi mình, và mùng ba ăn chúc đôi mắt em xinh, má em hồng nét xuân mãi trong lòng anh. Từ ngoài biên anh vừa về đến, đôi lời chiều mến chân thân ân chúc em. Đầu xuân xin chúc chung quê hương yên bình, Thành Đô đến nơi đông sân, nước non vươn màu xanh mới, đón xuân sống trong niềm vui. Hương xuân xuân xeo hòa nhân thế đẹp mã, xuân xem sáng giàu cho kiếp nghèo đói, tương lai lên màu như áo ngày cưới. Xuân sáng muôn người thấy vui, người yêu linh nếu em kết cho rằng đời quân nhân sống đây đó không ngừng. Và như thế năm ngoái sai hứa với em, Tết không về chắc em những năm nhiều lắm. Và giờ đây xuân trời rực rỡ, xuân mình vừa nở em vừa ý chưa. Xin thay mặt các chiến sĩ,
cảm ơn các em gái hậu phương đã đến đây để cùng chung vui mùa xuân năm nay. Chúng ta xin quý dâng một tràng pháo tay cho các em gái hậu phương. Ngày đầu xuân chúc non nước thân tình, ngày mùng hai chúc cho lứa đôi bên, và mùng ba ăn chúc chúng đôi má em xinh, má em hồng nét xuân mãi trong lòng ấm. Từ ngoài biên anh vừa về đôi lời chiều mến chân thân ăn chúc em đầu xuân. Xin chúc quê hương yên bình, Thần Đô đến nơi đông sáng y lần, nước non vườn màu xanh hơn, đón xuân thắm trong niềm vui. Hương xuân xuân gieo hòa nhân thế đẹp mắt, xuân gieo sang giàu cho kiếm nghèo đói, tương lai lên màu như áo ngày cưới, xuân sắc muôn người thấy vui. Người yêu linh, nếu em biết cho rằng đời quân nhân sống đây đó không ngừng, và như thế năm ngoái sai hứa với em, tết không về chắc em ghét ăn nhiều lắm, và giờ đây xuân trời rực rỡ, xuân mình vừa nở em vừa ý chuông, và giờ đây xuân trời rực rỡ, xuân mình vừa nở em vừa ý chuông. Và giờ đây xuân trời rực rỡ, xuân mình vừa nở em vừa ý chưa. Xin thay mặt các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, xin gửi đến tất cả các quý em gái ở phương, quý đồng bào trong cũng như ngoài nước lời chúc sức khỏe, một mùa xuân chiến thắng, một mùa xuân an lành, thịnh vượng và hạnh phúc ạ. Xin cảm ơn tất cả. Trình diễn kế tiếp sẽ là một vũ điệu của dân tộc miền Thượng Du. Vũ điệu này sẽ được trình bày bởi trường Việt ngữ Edmonton với nhạc phẩm Chiều lên bản thượng của nhạc sĩ Lê Dinh. Xin quý vị cho các cháu một tràng pháo tay của trường Việt ngữ Edmonton. Yêu về miền cô liêu, đến bãi xưa dừng chiều.
School. Yeah.
Cô bé trong cái màn vũ này năm nay mới học lớp 12 thôi. Chính cô là người tặng cho tôi có cái can đảm là trường có cái mục này. Thì tôi tin giới thiệu với tất cả các anh chị, các cô, quý vị là bé Bùi Minh Châu. Xin chào quý vị cho một tràng pháo tay. Em rất là vui vẻ và rất là... Và bác xin cảm ơn tất cả các con nha. Cảm ơn. Chào quý vị. Phần kế tiếp đó, thì chúng tôi xin giới thiệu là một điệu vũ sẽ do trường Việt ngữ Edmonton trình bày. Xin mời các cháu. Đây là múa lụa, tức là siêu dance. Oh,
Võ thuật này nó sẽ do master là anh hội trưởng đó, tức là anh Hữu Trần đó, thì anh sẽ set up những cái này. Thì hôm nay đó, đặc biệt là quý vị nào phụ nữ đó thấy là mình cần phải học thêm một tí võ để tự vệ đó, thì đây là cơ hội đây. Quý vị có thể đến nói chuyện với những người này. Quý vị thấy là ngay cả mấy anh Tây này, có người lớn tuổi, có người trẻ, có cả phụ nữ ngày hôm nay luôn, để biểu diễn cho quý vị thấy là khi mình là phụ nữ không có nghĩa rằng là một tên đàn ông nào đó mà định làm hỗn với mình, mình vẫn có thể tự vệ được nhờ cái món võ Aikido này. Tôi không có dành về võ lắm, nhưng mà tôi biết đó là cái ông Vũ này đó thì giống như là một ông mà ở trong Karate Kid mà có cái ông và ông sư phụ là Mr. Miyagi đó. It's gonna be about 45 years at least that we run the federation in Edmonton itself. So even we stop for a while and then we start again. So we'll like you to sit back and relax and enjoy the show.